trong khi chờ đợi một số các anh chị thì các anh chị có thể share cái đường link cho bạn bè nào đang dùng cái AgeLoc Me á, bởi vì cho họ nghe trực tiếp từ điều chỉnh sẽ rất là giúp đỡ được rất nhiều cho khách hàng trong cái quá trình sử dụng cái máy AgeLoc Me để tránh bị tam sao thất bổn. Ok, hôm nay thì Trinh rửa mặt xong rồi nhưng mà chưa có làm gì cái mặt mình hết, cho nên mục đích là cũng là hôm nay là cũng là thay cái bộ kem mới cho mình, cũng sẽ làm trước mặt các chị. Bên nghĩ cái gì mà nó nói lý thuyết hay là hình ảnh nó sẽ không có thực tế lắm. Cho nên cái chủ đề của ngày hôm nay là why Elocme, có nghĩa là tại sao Elocme, tại sao dùng Elocme thì đúng hơn. Thì Trinh nói là bởi vì thì Trinh nói so, just kidding, có nghĩa là khoa cho thì Trinh nói là Elocme phải dùng thì các anh chị phải dùng. Ok, nói đùa chút xíu thôi, nhưng thực sự là ta nên sở hữu cái Elocme. Thì các anh chị cũng biết mình định nghĩa chữ Elocme trước, bởi vì cái đó là cái nền tảng cho cái dòng sản phẩm có công nghệ AgeLoc. Age là tuổi, lock là khóa, khóa lại tuổi tác, có nghĩa là làm chậm lại cái tiến trình lão hóa, kéo dài tuổi thanh xuân, hầu mang lại suối nguồn tươi trẻ cho con người, giúp cho người có thể khỏe, trẻ và đẹp hơn, và chết già một cách khỏe mạnh, hay là chết già trong sự đẹp đẽ, hay là còn câu nữa là trẻ mãi tới già. Bởi vì chúng ta nghe từ chữ già là chúng ta nghĩ là da nhăn, tóc bạc, rồi xấu xí vân vân, tức là chúng ta hình dung là lụm khụm tay chân. Thì Trinh nghĩ cái quan niệm đó đã thay đổi ở cái thời điểm này, và ở thế hệ con cháu chúng ta nó quan niệm nó hoàn toàn thay đổi nữa. Tức là ở 120 tuổi là mình vẫn còn đi body club nhảy đầm được, da mặt mình vẫn mịn màng. Dĩ nhiên cái trạng thái ở cái tuổi khác nhau, giống như thì Trinh đang nhìn mình ở tuổi 44 nó hoàn toàn khác với 44 ở cái tuổi của mẹ mình. Mình hình dung lại lúc mẹ mình qua Mỹ là 40, ông cằn cỗi ở 44 là đã mang bệnh tiểu đường loại 2 rồi. Mình nhìn ở tuổi 44 của bà ngoại mình thì nó đã khác nữa, rồi các anh chị sẽ nhìn cái tuổi 44 của con mình nó sẽ khác nữa. Thì đó là cái gọi là cái quá trình tiến hóa, evolution, thì chắc chắn nó sẽ thay đổi. Cho nên đó là cái chị muốn cho các anh chị định nghĩa chữ age lock trước. Age lock me, tại sao phải là cái age lock me? Bởi vì me là tôi, đúng không? Tức là nó là cho chính mình. Thì cái máy Elocme Me á, là một cái có thể nói là thầy Trinh dùng cái từ nó gọi là một cái revolutionary, là một cái cách mạng thay đổi trong cái ngành chăm sóc về da, có thể nói là như vậy luôn. Là bởi vì ở trong cái thời điểm hiện nay á, các anh chị, mình lấy cái kem cũ cho các anh chị xem trước. Ok, cho nên mình định nghĩa trước, tức là nó một cái trợ lý chăm sóc da. Ok, tùy chỉnh cho cái cá nhân của từng người một. Bây giờ nó thời đại nó thuộc về customize rồi đó. Giống như các anh chị biết là ở bên Mỹ, các anh chị biết đồ đồ vest mà mình đi may sẵn nó khác với bộ bộ đồ vest mà mình đi tới chỗ mà họ customize may cho mình. Ở bên cũng có nhưng mà thường thường nó sẽ mắc hơn, chỉ có những người gọi là đẳng cấp mới làm những trường hợp đó. Còn chúng ta đi mua may sẵn, nhưng bây giờ nó trở về đó, chẳng hạn đôi giày bây giờ cũng vậy, đôi giày bata, tất cả mọi thứ các anh chị vẫn có thể customize. Và bây giờ có thể là cái thời mà gọi là customize chuyên cho một người nào đó, là chỉ có người mình nghe những người thượng hạng thượng lưu họ mới xài được thôi, còn tất cả mọi người không được xài được nữa. Nhưng bây giờ ở thời đại này thì cái customize là cho mọi người, ai cũng có thể được. Các chị online, các chị customize theo cái kiểu các anh chị muốn, các chị mua bất cứ cái gì các anh chị customize. Thì trên mua trà các anh chị thì trên online á, là trên customize cho cái kiểu mình muốn và nó sẽ gửi về y chang cái kiểu mình cần. Cho nên cái nhu cầu nó bắt đầu trở thành người người nhà nhà, và nó trở thành một cái gì đó công dụng cho cả thế giới, chứ không còn thuộc đẳng cấp là phải chơi có đẳng cấp hay là nhà giàu mới xài được, mà thực sự tất cả mọi người là đều có khả năng dùng tất cả mọi thứ. Nó có dài ba tao, bây giờ các anh chị lên mạng, chị lúc trước mình nghĩ là chỉ có giàu phải không mới có, bây giờ là chúng ta có thể customize cái đôi giày cho mình. Thậm chí bây giờ các anh chị mua được bộ ghế sofa đó, salon, không biết bên Việt Nam như thế nào hay những nước khác như thế nào, ở bên Mỹ có một cái app để các anh chị có thể customize cái nhà, chụp cái hình của mình để lên, rồi sau đó mình thiết kế mình mua cái màu nào mình để chỗ nào thì nó sẽ customize y chang và nó sẽ gửi về cho mình. Cho nên đó là những cái sự thay đổi trên trong ngành chăm sóc da. Thì công nghệ AgeLoc là độc quyền hơn 30 năm nghiên cứu, là không phải nói nào nữa, để giúp con người có thể trẻ ra, khỏe ra. Đó là một số các anh chị dùng sản phẩm AgeLoc là các anh chị sẽ thấy khác biệt. Cho nên nếu các anh chị nào chưa dùng AgeLoc thì Trinh có thể nói là một cái sự thiếu sót hay là mất mát lớn ở trong đời của chúng ta, và chúng ta phải nên sử dụng sản phẩm AgeLoc.
Một cái nữa là cái AgeLoc Me, mình sẽ nói AgeLoc Me tức là Me là chính mình, và nó tùy chỉnh và nó tới là nó hoàn toàn thay đổi cuộc chơi trong ngành chăm sóc da, thì cho nó thẳng một cái chữ đó luôn, có nghĩa là nó một cái cuộc cách mạng thay đổi chưa ai có trong cái ngành về chăm sóc sắc đẹp về da, là có một cái bộ kem mà có thể customize cho từng người, từng da, từng lứa tuổi, từng khí hậu, từng cái nơi mình ở bây giờ chưa từng có. Bởi vì tất cả những bộ kem mà chúng ta đang sử dụng, không biết là bộ kem nào, luôn cả bộ kem của công ty này trước khi có cái máy AgeLoc Me cũng vậy, là cũng là ở công nghệ AgeLoc nhưng mà cho người người nhà nhà dùng được. Thì Trinh thấy cái bộ kem này thích quá mua cho mẹ mình dùng, nhưng mà mẹ mình lớn tuổi hơn mình lại khác mình, thích quá gửi về cho người cô mình ở Việt Nam, khí hậu Việt Nam lại khác và cô mình là tuổi cũng khác nữa, thì tại sao không lý do gì cả thế giới lại dùng một bộ kem giống nhau, và đó là cái mà chúng ta dùng tới thời điểm hiện nay trước khi có sự ra đời của AgeLoc Me. Cho nên cái AgeLoc Me là có thể tùy chỉnh theo cá nhân của từng người, tự động, ok, nhắc nhở các anh chị, đơn giản quá cái vấn đề, ok, cá nhân quá cho từng người, tính cái liều lượng chuẩn xác các anh chị ha cho cái người tiêu dùng, tại khi chúng ta dùng kem mà chất dự lực loại thường các anh chị quạt cỏ cái gì không biết là bao nhiêu để các anh chị dùng, còn này nó liều lượng chuẩn xác cho chúng ta để chúng ta có thể dùng đúng cái liều lượng hàng ngày cho mình, tiện lợi và quá thông minh, quá quá smart. Cho nên thì chúng ta dùng cái chữ có nhiều cái từ mà các anh chị sẽ nghe nó là một cái nhân tố thay đổi cuộc chơi trong ngành chăm sóc da, và mình nghĩ nó hoàn toàn, hay thì trên thì dùng thích là một cái revolutionary, một cái cuộc cách mạng ở trong cái ngành chăm sóc da, ok, mang tới sự đặc biệt cá biệt cho riêng mình. Đó là một cái mà nói về cái chữ AgeLoc Me, chị định nghĩa trước cho các anh chị những cái đó. Nó giống như một cái iPhone các anh chị không, cái iPhone bây giờ các anh chị customize cho các anh chị có cái app không? Từng cái app các anh chị có ở đây, các anh chị cái phone của anh Dean hoàn toàn khác với mình ở trong đó, những cái app của anh customize kiểu của anh thích, rồi luôn cả cái music ở trong cái app của các anh chị sẽ chọn nhạc khác của mình đúng không, cái playlist thì Trinh Nguyễn playlist là trong đó có nhạc gì rồi nhạc của bạn bè mình, mọi người đều có, tức là các anh chị customize cho từng người. Cho nên cái phone là một trong những cái ví dụ cái hoàn toàn thay đổi cuộc chơi trong cái ngành viễn thông thông tin, ok, bây giờ là đó là cái đó, trở thành một cái cuộc cách mạng trong đó. Rồi, giống như cái máy cà phê các anh chị cũng biết rồi, thì Trinh cũng đã từng nói phải đi một chút lịch sử có mấy ngàn năm nay từ cái nhiều dạng khác nhau, nhưng mà bây giờ cà phê là nó cũng đã customize luôn đúng không, sáng thức dậy mình trước khi mình chuẩn bị mình ra mình pha ly trà mình uống, cái mình nhớ cái bình trà của mình được customize về cái tên của mình, rồi cái cà phê cũng vậy, bây giờ hồi xưa là mở ra pha một bình cà phê, không biết ở ở những nước khác như thế nào, nhưng ở Mỹ thì có cái bình chúng ta pha nguyên bình để nhà, sáng mình còn nhớ lúc mới qua Mỹ dượng mình nó pha một bình cà phê, sáng ra đứa thấy lấy ly xách đi làm, nhưng mà mùi cà phê thì hít mùi của Colombia, rồi có người thích mùi của Pháp thì làm sao mà phải chịu thôi, ai ai cho nên người nào nào khôn thì sáng thức dậy xuống pha bình cà phê theo ý thích của mình, rồi cả nhà phải stock túi cái bình đó 1 lít, 12 cốc là 12 ly phải uống thôi, nhưng mà sau 2 tiếng thì cà phê nó bị chua bởi vì nó bị oxy hóa, ok, cho bây giờ customize cà phê chỉ cần bỏ vô cái máy đúng không, mùi mùi đậu, mùi nói chung là đủ loại mùi chocolate, mùi gì các chị thích các chị bỏ vô là ra cái ly cho mình, thì đó là hoàn toàn thay đổi cái cuộc chơi trong ngành uống cà phê giải khát luôn. Thậm chí không những cái món đó, luôn cả một số các anh chị nào ở Mỹ hay là ở Việt Nam các anh chị đi uống cà phê Starbucks, mình thì là fan của Starbucks, hay là mình qua bên Ý vẫn còn những đó, mình vô cà phê Starbucks họ biết, khi họ gặp mình tại mình quen gần nhà mình có con cái trên họ biết mình luôn, trên họ biết cái mùi của thị trên uống luôn, là mùa đông là mình uống hazelnut latte, ok, và là skim milk tức là đường không không béo, và thường thường một cái ly medium vậy là 4 cái pump của hazelnut, mình chỉ một pump và nó cho mình là 2 cái espresso mà mình muốn 3 cái espresso nằm trong đó, cho nên khi họ thấy họ biết mình luôn là hazelnut latte skim milk 3 shot của espresso 1 pump của hazelnut, các chị customize cho các anh chị cái kiểu các anh chị muốn, và đó là cái mà tại sao chúng ta không sống cho riêng mình, cho cái sự lựa chọn của chính mình hay là những cái gì họ set up đã sẵn đúng không? Trên những cái kem ta đang dùng là họ đã làm sẵn cho mình, nhưng mình có khả năng để customize cho cá nhân của mình, thì cái đó là sự cái quan trọng mà mình muốn nói về cái chủ yếu của cái về cái máy. Giống như cái máy in cũng vậy, các anh chị nhìn cái máy in mà chúng ta đang dùng ở nhà, Hewlett Packard hay tất cả mọi thứ đúng không? Rồi cái mực,
Đó là những cái mà sự thay đổi trong công nghệ máy in. Hồi xưa chúng ta đâu có thể dễ dàng có cái in bây giờ ở tại nhà, mực chỉ để đem vào trong nhà của mình. Bây giờ một cái ví dụ mới nhất cho các anh chị thấy nữa là chiếc xe tự động lái. Ở Việt Nam thì chắc chưa, ở Singapore thì bắt đầu áp dụng hồi tháng 4, tức là gọi là automatic driver, tức là xe tự động lái. Ở Mỹ thì các anh chị biết chiếc Tesla ở vùng bên San Jose, Silicon Valley này thì hầu như là ai cũng có chiếc Tesla và đã bắt đầu áp dụng vô Philadelphia, một vài thành phố, San Francisco là đã bắt đầu áp dụng cho cái những cái xe tự động. Chứ nó hoàn toàn muốn hay không nữa, nhưng mà nó sẽ thay đổi cái cuộc diện, cuộc chơi ở trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày thế kỷ 21 này. Và muốn hay không muốn thì cái AgeLoc Me này sẽ thay đổi cuộc chơi trong cái ngành chăm sóc về da cho tất cả mọi người nào có nhu cầu về da. Cái thì chị muốn nhấn mạnh đó là ở chỗ là nó customize cho mình, cho nên nó sẽ tránh được nhiều trường hợp khác nhau, với luôn cả những chiếc xe tự động thì lại là tránh được tai nạn, bởi vì tất cả mọi tai nạn xảy ra là do con người sẽ làm xảy ra, đúng không? Rồi tất cả bệnh tật là không phải do bệnh đưa ra mà do con người ta thiếu ý thức cho nên đưa tới bệnh, hay là da của ta cũng vậy, tất cả mọi thứ là do chúng ta không biết để chăm sóc da cho nên đưa tới da chúng ta có sự thay đổi, đúng không? Và chính cái chỗ này nó customize cho mình. Và cái quan trọng của nó nữa là thì mình sẽ ví dụ các anh chị là những cái bộ kem này, cà phê mở ra 2 tiếng bị chua là oxy hóa. Nếu các anh chị nào uống cà phê mà chuyên nghiệp là sẽ biết khi tới Starbucks là họ sẽ thay liên tục, bởi vì sẽ bị khách hàng cầm phàn nàn. Mở hộp kem này ra thì trên cái bộ này là bộ AgeLoc Transformation của mình. Mở hộp kem này ra các anh chị quẹt, các anh chị thoa là đã bị oxy hóa rồi. Đó là sự thật. Ok. Và để giữ cho nó được, tại các chị nếu kem mà không dùng những cái hóa chất, tất cả là các anh chị nói nha, thì trên nó thẳng là tất cả những thứ gì các anh chị dùng, xà bông gội đầu, dầu gội đầu, kem đánh răng, nó natural, yes, là thiên nhiên, tức là chiết xuất từ thiên nhiên, nhưng chúng ta vẫn phải dùng những cái hóa chất không độc hại. Nói chung là gì, tức là gọi là preservative, để giữ, để bảo quản, tức là phải dùng cái gì đó mà phải bảo quản. Luôn cả thì trên nói về cái trái bưởi các anh chị vắt ra các anh chị uống. Ok, trong 3 ngày là các anh chị, nếu vắt tươi là tốt nhất. Còn nếu các anh chị có để tủ lạnh chỉ được 3 ngày thôi. Sau 3 ngày là các anh chị mua nước bưởi á, là họ phải bỏ trong bảo quản mới giữ được lâu. Không bao giờ giữ được lâu cả. Cho nên kem này mà các chị dùng 3 tháng, 6 tháng, các chị nghĩ nó không lên mô hả, mốc hả? Đúng không? Hay là vi khuẩn ở trong đó đều có hết. Và tại vì chúng ta không thấy ở naked eye, tức là mắt thường của mình, mà phải qua kính hiển vi mới thấy được. Cho nên nếu nói về gọi là tiếng, cái này sẽ nhờ con số các anh chị phải dịch giùm mình, nó gọi là hygiene á, thì trên không biết dịch tiếng Việt nó là gì, tức là vệ sinh mà sự sạch sẽ thì không có, tay mình cũng không có sạch được, đúng không? Mình trét vô mình đưa vào liều lượng nó cũng không đúng. Ok, đó là một cái thứ nhất, cho nên phải dùng chất bảo quản. Cho nên khi mà nó được customize á, thì tất cả mọi thứ nó được seal, nó pressurize lại hết rồi, cho nên khả năng mà để sử dụng chất bảo quản lại giảm tối thiểu. Ok, cho nên đưa vào cái mặt của mình nó sẽ hoàn toàn tự nhiên hơn. Thứ hai nữa, tránh được cái những cái ô nhiễm vi khuẩn hay tất cả mọi thứ ở trong cái bộ này của chính mình. Và cái đặc biệt nữa là lại thiết kế cho riêng cái da của mình, thì cái đó không có gì nói nữa. Cho đó là những cái chị muốn cho các anh chị hiểu về cái chữ tầm quan trọng của AgeLoc Me, mà tại sao chúng ta phải dùng. Và thì trình nói tiếp một cái là tại thì trình nói vậy cho nên các bạn phải dùng. Okay. Nếu các bạn tin mình thì đó là cái mình nói các anh chị là phải dùng. Và một cái quan trọng nữa nó lại giúp luôn cho phái nam, bởi vì nào giờ tôi nghe thì chúng ta nghe tới tới chăm sóc sắc đẹp thì tự nhiên nam họ thè cái lưỡi họ dài ra 6 thước, đúng không? Nhưng mà nam ngày nay lại điệu hơn nam của ngày xưa, nhìn anh điên của chúng ta đúng không, hay là anh lành anh chị nào biết rồi đúng không? Đó là sự thật đúng không? Nam cũng là người đúng không? Nam cũng muốn đẹp, muốn bảnh bao đúng không? Rồi nam cũng có da vậy đúng không? Tại sao phải nói là đẹp là chỉ dùng cho phái nữ, cái đó không có công bằng đúng không? Đẹp là luôn cho cả nam và nữ. Ok, và chính vì đó là cái nhu cầu ở thời đại này, ngành chăm sóc da không nghĩ là đẹp đâu phải chỉ cho phụ nữ không đâu, mà đẹp là cho phái nam nữa, mà phái nam còn xài nhiều hơn phái nữ nữa. Ok, nhưng mà chỉ sợ cái là nam lười đúng không, nữ thì chịu khó chút đúng không, chịu khó chăm sóc chút xíu đúng không, còn nam thì lười, cho nên bây giờ mà đi mua bốn bộ kem thì chắc chắn nam sẽ không dùng. Cho nên đó là cũng là một cái suy nghĩ của tất cả những người này, cho nên phải cảm ơn tất cả những người nam mà nghe cái này thì phải cảm ơn ngành công nghệ chăm sóc da đã nghĩ tới các bạn. Ok, cho nên tất cả các bạn nam thì phải nên có càng sớm càng tốt, bởi vì họ đang nghĩ cho các bạn, bởi vì nó quá
lợi, đơn giản, dễ dùng, nam nữ, người người, nhà nhà đều có thể dùng. Ok, nó tránh đi cái sự phức tạp đó đi nữa. Cho nên đó một cái mà mình thấy nó, mình nhìn nó mà mình mê và mình cảm thấy cái sự tuyệt vời của nó ở trong cái này, và mình nghĩ tới những người suy nghĩ ra những cái này, mình phải nói là mình cảm ơn cho cái sự thông minh đó đã làm đơn giản hóa đi vấn đề luôn. Cả thì Trinh cũng thấy nó quá đơn giản khi mình dùng nó. Thú thật các anh chị, khi mà nghe cái máy AgeLoc Me ra thì trong cái cảm giác của thì Trinh lúc đầu mình nói nữa, thêm một cái nữa, thực sự đó là phản ứng sự thật của mình ấy, nó có cái gì ở trong đó nữa đâu, cũng là cái chăm sóc da thôi. Cái này ở thấy mình AgeLoc Transformation là quá tốt rồi, mình dùng mình thích lắm rồi đúng không, còn cái gì nó cũng là chảy vô. Nhưng mà khi có nó cũng thú thật cái thì các anh chị luôn, khi có nó cũng mấy tháng chưa khui, đó là sự thật, bởi vì cũng quá bận rộn đi khắp nơi cũng không có khui nó ra. Nhưng mà tới lúc khui rồi bắt đầu mới hối hận, trời ơi, mình có ở tháng 12 mà mình giữ tới mấy tháng trời mới xài, đúng không? Tại vì chỉ cần bỏ cái ngày đầu vô mình nói ồ sao mà nó lại thích thú đến thế, đúng không, ta sao mà nó lại tuyệt vời đến thế. Tức là chỉ nhìn được cái đó, nhưng mà chưa nói thấy cạnh khoa học nha, thì chính chỉ thấy cái sự đam mê của mình, về mình là người rất là đam mê về công nghệ, chỉ nói đơn giản cái đó. Nhưng mà khi vào cái khoa học mà hiểu biết nó nữa thì mình cảm thấy là nó quá tuyệt vời cho người người nhà nhà. Trên đó là cái chỉ muốn cho các anh chị hiểu về vấn đề, về cái tầm quan trọng của cái AgeLoc Me và tại sao các anh chị nên sở hữu một cái. Nếu các anh chị chưa có, các anh chị nên có. Người thân của các anh chị hoặc là người bạn đời các anh chị, là người bạn người chồng của chị, tức là phải nam, các anh chị phải cho họ có một cái này. Bởi vì tới lúc các chị phải chăm sóc họ, đúng không? Bao nhiêu năm nay họ chăm sóc mình, da cho mình, hay là làm tiền cho các anh chị để các anh chị có thể chăm sóc da của các anh chị, thì cái trả ơn tốt nhất là các chị phải cho họ. Ok, bởi vì họ rất là ngại chăm sóc da bằng rửa thoa sức 3-4 loại, đúng không? Thì tội nghiệp, đúng không? Cho nên hãy cho họ cái gì đơn giản nhất, chỉ thòe tay vô là nó sẽ xịt ra cho họ, đúng không? Để họ xài. Cho nên đó là cái chị muốn nói về cái máy AgeLoc Me đó là như vậy, tại sao. Ok, còn tính khoa học thì mình đã có rất nhiều video nói về tính khoa học, mình sẽ nói chuyện tiếp vấn đề đó. Một cái nữa là ở trong đây thì Trinh sẽ bắt đầu khui cái này ra, bởi vì mình nghĩ là nó sẽ hữu dụng hơn khi các anh chị thấy mình còn đủ thời gian, đúng không? Thì Trinh xài xong cái bộ này rồi. Ok, bây giờ mình sẽ nói thứ nhất những cái công dụng trước, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu đi vào cái thực hành từ đó. Ok, cái công thức nó dành riêng cho chính các bạn. Ok, ở đây nó có hơn 2.000 cái sự phối hợp khác nhau. Trong tương lai sẽ có, bởi vì hiện giờ cái biểu hiện của gene về da chỉ giải mã được bao nhiêu đó thôi, cho nên sẽ có 2.000 sự phối hợp. Có nghĩa là bây giờ thì sẽ lấy năm cái này ra đi, rồi mình sẽ giờ thì trên khui ha. Sorry các bạn, của mình để nó hơi không đỡ để cho các chị thấy. Khi các chị mua thì các chị sẽ có những cái hộp này bên trong, đúng không? Mình sẽ đi chi tiết. Bây giờ mình mở cái hộp này là customize cho thầy Trinh rồi. Trong đây là có một bộ mình đã customize xài lâu rồi, bộ này là hết rồi. Ok, sáng nay định rửa mặt xong là xài liền, và tối qua định thay, nhưng mà nói thôi để sáng nay mình thay luôn để cho các chị thấy. Ok, rồi cái bộ này mình sẽ khui sẵn cho các chị, nó có 5 cái, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, đó, làm sẵn cho các chị thì sẽ dễ thấy hơn. Bây giờ mình dẹp cái bộ kem cũ đi nha các bạn ha. Bộ kem cũ ngày xưa mình cho nó là xưa rồi diễm đó. Ok, mình không dùng tới nữa. Bây giờ mình dùng cái bộ mới. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5, 7. Ok, khi các chị mua thì chắc chắn bộ này là bộ customize cho thì Trinh Nguyễn các bạn nha. Ok, có 5 cái này thì Trinh mới vừa tháo ra. Ok, nó được pressure price, tức là compress lại hết, cho nên tất cả sản phẩm này trong đây không bị oxy hóa, và dĩ nhiên tất cả nó đều được thiết kế cho chính bản thân của mình và tránh oxy hóa, thì không có bị vi khuẩn, không bị mô tiếng Việt là gì ta, tức là cái gì mà nó khi các anh chị để lâu cái nó mốc, cái nổi mốc xanh rồi lên đó, đó là những cái đó. Ok, và đưa vô da mình thì đâu biết được, chỉ chúng ta không thấy được ở mắt thường mà chỉ kính hiển vi thôi, nó tránh được vấn đề đó. Và dĩ nhiên cái quan trọng nữa là chính nhờ vào như vậy cho nên giảm đi cái phần dùng hóa chất hay là chất bảo quản để giữ cái bộ kem này cho mình. Ok, cho nó sẽ đi vào cái tính cách thiên nhiên hơn, tự nhiên hơn. Rồi cái này là cái adapter. Ok, nó đi chung. Ở trong đây có hơn 2.000 công thức khác nhau.
Bây giờ ví dụ cho các anh chị, có nghĩa là hơn 2.000 công thức khác nhau là như thế nào? Hiện có thể là trong tương lai sẽ nhiều công thức hơn, nhưng mà hiện giờ là có hơn 2.000 công thức độc quyền. Có nghĩa là chúng ta hiện có 8 tỷ người, thì chắc chắn không thể nào có 8 tỷ cái customize cho 8 tỷ người. Nhưng mà trong 2.000 công thức này thì có một số người sẽ giống. Thí dụ như của Thùy Trinh customize ra là XY 123, thì sẽ có một người nào đó mình lấy đại tên này đâu, ví dụ như Hương Phùng đi, cũng có thể customize ra cái bộ giống của mình cũng không chừng, XY 123. Yes, có thể, bởi vì chỉ có 2.000 công thức thôi. Tương lai thì Trinh sẽ nói, tương lai thì cái này sẽ được có công thức hơn, có thể là 5.000 công thức, hay là 10.000 công thức, hay là 20.000 công thức, hay là 1 tỷ công thức, đúng không? Nhưng mà hiện tại là chúng ta có 2.000 công thức, cho nên trong 8 tỷ người chắc chắn sẽ có sự trùng hợp. Có người sẽ nói là ô nếu da em ra thủ sao của em ra mã XYZ2, rồi cái chị kia ở bên Pháp cũng có XYQ2. Yes, bởi có 2.000 công thức chắc chắn có sự trùng hợp, các anh chị hiểu ha. Thì cái sự phối hợp của nó là ở trong đó, là ví dụ các anh chị phải nhớ nè, này có bốn bốn cái sự combination, ok, này bốn nữa, bốn nữa, bốn nữa, bốn bốn bốn, đúng không? Cho nên mình nhân thử coi cái này nghe thấy quen quen ha. 4 nhân cho 4 nhân cho 4 nhân cho 4 nhân cho 4 là 1024. Đúng không? Nhân cho 4 nữa. À, này sao nghe quen quen quá vậy ha. Tức là các chị cứ nhân lên cho nó khoảng, mỗi cái nó khoảng 4 chấm mấy, 4 chấm mấy, 4 chấm mấy cái sự phối hợp với nhau. Cho nên khi mà customize lại thì nó ra được 2.000 công thức. Đó là lý do là như vậy, các chị hiểu nha. Nhưng mà trong tương lai có thể là có 10 sự phối hợp trong đây. 10 nhân 10 là 100, 100 nhân 10, đúng không? 100 nhân cho 10 sẽ ra là 1.000, đúng không? Rồi xong rồi nhân cho 10 nữa. Sorry các anh chị. Nhân cho 10 nữa. Sẽ ra là 10.000, rồi nhân cho 10 nữa sẽ ra được 100.000. Đó là trong tương lai. Ok, nhưng mà hiện tại là chúng ta có 2.000 công thức. Đó là cái để cho các anh chị hiểu. Bây giờ mình sẽ tháo ra hết những cái này. Các anh chị nào có câu hỏi cứ ghi ở trong Facebook Live hay là trong phòng webinar gì đó, thì một hồi nữa mình sẽ coi, mình sẽ trả lời cho các anh chị sau. À, đó là những cái, và nó giúp cho các anh chị là trẻ hóa cái làn da của mình. Chắc chắn rồi, công nghệ AgeLoc sẽ làm cho làn da của mình được trẻ. À, chống nắng là chuyện bình thường, và chống nắng cho các anh chị luôn ha, làm mờ đi những cái nếp nhăn, đó là chuyện sẽ thấy sự khác biệt luôn. Nếp nhăn bởi lúc cho mình trẻ mà già là nếp nhăn sẽ có săn cái cơ rồi của mình, bởi vì cơ, khi chúng ta già thì cơ sẽ bị chảy xệ, chứ sẽ làm săn chắc cái cơ cho mình, đúng không? Và khi các chị mua cái này, các chị có thể có mùi, hoặc các chị có thể customize, có nhiều có mùi thích mùi. Bản thân thì Trinh thì không có thích mùi, đúng không? Mình thích được cái mùi nào mình, hay là mình muốn để trung tính, tại vì mình dùng dầu thơm nữa, cho nên mình muốn dùng những cái sản phẩm khác không có mùi để không có phản ứng với cái mùi dầu thơm mình đang dùng hàng ngày. Đó là những cái cho các anh chị, cho nên nó khẳng định một cái sản phẩm đẳng cấp, ok, nó là sản phẩm đẳng cấp mà người người nhà nhà đều có thể dùng được. Ok, ngày xưa đẳng cấp thì chỉ cho những người đẳng cấp và chúng ta sẽ không bao giờ với tới, còn bây giờ là chuyện bình thường. Bây giờ thì everyone đều dùng iPhone, đúng không? Tổng thống cũng dùng iPhone, nó trở thành một cái gì đó là người người nhà nhà cũng được, chứ không phải là chỉ ai, tổng thống là có cái iPhone khác mình, đúng không? Bây giờ tổng thống by the way, mình thấy quá mấy người đi tranh cử tổng thống già quá, đúng không? Họ cần phải có cái lót mi, da họ nhăn khủng khiếp mà chịu không nổi. À, này mà bệnh nhân nghề, ok. Cho nên thì chị nhắc anh chị thế là, và một lần khi anh chị làm như vậy á thì nó gọi là micro layer, tức là ở siêu vặn siêu mỏng, cho nên làm cho cái độ thẩm thấu nó sẽ được cao hơn. Khi mà mình cái sản phẩm mà nó xịt ra trong tay của mình á, thì nó đem theo cái 40 loại cái lớp tinh chất khác nhau, nó đi từng lê và nó sẽ giúp cho cái độ thẩm thấu trong da của mình. Đó là cái cơ bản. À, một số các anh chị bị nám, các anh chị dùng thời gian nó cũng sẽ làm nhạt đi cái vết nám của các anh chị. Ok, dĩ nhiên nám lâu năm thì không thể nào đòi hỏi 1 tháng 2 tháng. Nám thì mình đã nói trở thành một cái topic khác nhau, mình sẽ giải thích khác, nhưng mà muốn cho các anh chị là nó là cái bộ chăm sóc da, chứ không cái bộ đặc trị để chữa những cái da liễu vấn đề đó. Không phải, mình chỉ đang nói là chăm sóc cho da mình được đẹp, trẻ mãi làn hoa, trẻ đàn da, trẻ hóa làn da, làm cho mịn màng, làm mờ đi những cái nếp nhăn, săn cơ, làm mờ đi những cái lớp đồi mồi mà chúng ta có do lão hóa. Đó là những cái mà nó sẽ giúp, và quan trọng là nam phải nên có.
Ok, bây giờ thì Trinh sẽ khui cái cũ ra, cái cũ nó hết rồi. Ok, đơn giản. Các anh chị cứ bấm ha, thì Trinh khui cái cũ ra, Trinh bỏ nha. Ok. Cái cũ à, Trinh khui cái cũ ra, Trinh bỏ. Bây giờ mình bỏ cái mới vô thì rất là đơn giản. À, cái này là kem đêm. Kem đêm thì các anh chị đi theo cái màu. Ok. À, mình có AgeLoc Me Night, kem đêm là đi theo cái màu, bỏ vô đây. Ok. AgeLoc Me kem ngày. Nè, bán ngày ở đây. À, lấy cái cũ rồi giờ bỏ cái mới nè ha. Rồi bây giờ thì tới cái ba này là serum dưỡng chất á. Serum thì nó có ba cái. Ok. Ba cái này không có nhất thiết là các chị phải đi theo màu nào cũng được hết nha. Có nhiều người phải đi theo mà không có cần, nó không có theo thứ tự. Tại khi mà các chị xịt ra là những cái layer nó sẽ được mix theo từng layer cho nên nó không quan trọng. Ok, ba cái này. Thì ba cái này các chị sẽ nhét vào trong đây. Ha, các chị mua là nó sẽ có đi theo cái này cho các anh chị. Rồi các anh chị kiểu người nhét vô. Okay. Đấy, rất là đơn giản. Như là đang giỡn thôi. Okay. Nhét vô. Rồi, xong rồi thì các anh chị sẽ có cái này của nó đi chung nè. Okay. Các anh chị bỏ vô đây. Ha, là nó xong rồi bắt đầu mình nhét vô đây. Khi cái lắc là coi như xong. Ok, bộ kem mới của thì Trinh á, cũ dĩ vãng. Ok, rồi bấm lại. Cái này thì các anh chị thì Trinh các anh chị xem YouTube rất là nhiều, hướng dẫn của công ty tiếng Anh, tiếng Việt, nhiều thứ tiếng khác nhau. Ok, thì Trinh thì xài tiếng Anh. Mình unlock nó, hoặc là các anh chị cái người nào mà hướng dẫn các anh chị mua cái này á sẽ có thể ngồi hướng dẫn cho các anh chị. Bây giờ D là ban ngày, ok, thì Trinh bấm chữ OK. Bây giờ mình sẽ thoạt tay vô, và sáng giờ thì Trinh cũng chưa có mình hôm nay làm cái này cho nên sáng thức dậy mình tắt hết pin hay gì đây. Hết pin. Ok, hai ly tại chỗ luôn cho các anh chị biết. Ok, các chị chờ mình chút xíu nha, mình vẫn còn đủ thời gian để trả lời cho các bạn. Pin thì nằm ở phía dưới. Hết pin, hết pin. Này không chuẩn bị trước là mình không biết nó hết pin. Hy vọng mình còn đủ pin ở nhà, không đủ là không thoa kem được đấy. Ha, còn pin, còn pin. Ha, phía sau thì các anh chị thay pin. Cái version mới, cái máy mới thì nó có các anh chị hình như là có ổ điện đi theo cho các anh chị. Ok. Bây giờ thì khi anh chị bỏ pin vô nó kêu anh chị set thời gian. Ok, thì Trinh tạm thời cứ để làm luôn. Bây giờ mình là 8 giờ 33 phút ở Chicago. Sẽ lắp xong. Đây. Ok. Bây giờ thì Trinh sẽ để tay vô. Khi các chị để ban ngày đó, cái máy nó sẽ chớp chớp ở dưới á, là thì Trinh sẽ để cái tay vô ha.
list. Mới để pin vô, hold on, để tắt làm lại cái. On day. Đây ha. Ok. Cho nên khi cái serum nó ra trong tay của mình á thì mình tha cái serum lên mặt. Ok. À, cái chị cứ thoa đều đặn ở trên mặt thôi. À, nhớ à, bản thân thì Trinh thì cái mặt rất là nhỏ. Cho mình sẽ còn dư. Dư thì các chị tha luôn cái cổ, nhớ đừng có quên cái cổ nha. Bởi vì chúng ta bị già là chúng ta thay cái mặt nhưng mà quên cái cổ, người ta nhìn cái cổ người ta biết cái tuổi các anh chị. Ok, cái cổ với cái bàn tay rất là quan trọng, bởi vì hai cái này á sẽ biết được cái tuổi mình. Ok, cho nên khi chúng ta dùng có nhiều mà mình hơn thì cái bộ kem này nó ra rất là nhiều và thường thường nó dư là mình tha luôn ở trên cái cổ của mình luôn. Ok, còn dư á thì mình thoa lên cái tay. Ok, đó là cái serum, rồi xong nó sẽ hiện cái moisturizer lên. Thì các anh chị cần để tay vào thì nó sẽ ra cái moisturizer. Ok, xong coi như là xong ban ngày rồi. Tới ban đêm thì chúng ta chỉ cần y chang, để cái tay vào thì nó ra ban đêm. Ok, cũng giống y chang vậy. Tới cái này thì nó sẽ rất là nhiều. Ok, giờ mình dùng cái màn hình ở trên đây mình sẽ thoa. Ok, mình làm chỗ đúng là thì Trinh cũng bị dư hết á. Ok, rất là dư. Ok, chơi thường dư là mình chơi luôn cái tay. Ok, sau đó mình sẽ hướng dẫn các anh chị, bởi vì cái này rất là quan trọng cho một số các anh chị mới. Dĩ nhiên người Việt Nam chúng ta rất là cắt cớ, suy nghĩ ra rất nhiều thứ. Okay. Thoa nó bình thường thôi các anh chị ha. Dĩ nhiên mà các anh chị thoa thì các anh chị cho động tác đi lên nó sẽ tốt hơn. Rồi, xong. Rất là đơn giản. Ok, mình không có chi tiết vô chỗ này, nhưng mà mình thường thường thì cho nên là make sure các anh chị nhớ nha. Kem lúc nào cũng cho là nó đủ. Mình thì không biết là sao cái mặt mình rất là nhỏ, cho nên dư là mình lúc nào cũng cho luôn cái cổ. Bởi vì sáng thức dậy các anh chị để ý chỗ này là các anh chị thấy bắt đầu có những lớp nhăn. Ok. Là bắt đầu mình cảm thấy mình bị già, đúng không? Cho nên chỗ này thì rất đẹp. Chỗ này đẹp mà đưa cái cổ ra là người ta nhìn người ta biết tuổi các anh chị. Các anh chị có thể xem Perry by Night á. Anh chị thấy cái họ mắc cấp cái mặt của họ rất đẹp, nhưng mà khi họ chiếu gần cái cổ cái gì thấy cổ là nhăn lắm, và cái bàn tay và cái cổ là có thể đoán được tuổi. Ok, cho nên các anh chị nên để ý chỗ đó. Ok, xong rồi là đơn giản các chị xài. Đó là bộ này là đã customize cho thầy Trinh. Ok, rồi khi hết thì các anh chị mình sẽ lấy cái phone, mình chỉ nói sơ thôi. Dĩ nhiên cái này Trinh không đi chi tiết, ở trên máy nó cũng có sẵn. Ở trong phone có một cái app, nó gọi là app AgeLoc Me. Và các anh chị đô đó, các anh chị bỏ tên, tuổi, nơi các anh chị ở. Ok, địa chỉ. Rồi bắt đầu anh chị trả lời 20 câu hỏi ở trong đó về da của các anh chị, để mà họ thiết kế cái bộ kế tiếp. Thì lặp lại nha, khi các anh chị mua cái máy á, thì cái máy sẽ đi kèm với một cái bộ kem có sẵn ở trong đó. Thì cái bộ đó gọi là reference set, là nó đi chung với một cái bộ kem dưỡng da đầu tiên. Thì cái bộ đó reference có ai giúp thì trên có ai giúp thì trên dịch tiếng Việt dùm được không ha. Tức là cái bộ cơ bản, tức là ví dụ như là cái bộ đó là ai cũng giống nhau hết, tức là đại khái là cái bộ kem đó được thiết kế cho khoảng tương đối là khoảng 70% cho tất cả mọi người trên thế giới. Thì da chúng ta đều cũng là tương tự giống nhau, cho nên chúng ta mua về chúng ta dùng trong 30 ngày đầu để mà chúng ta coi thử cái bộ này nó như thế nào trên cái da của mình, nó phản ứng như thế nào trên da của mình, nó làm mình khô quá, nó làm mình ẩm quá, nó làm mình ẩm quá, làm mình khô quá, hay là nó làm mình hơi bị rát, hay là hơi bị nóng, đó là trạng thái bình thường. Thì Trinh lập các anh chị nha, khi các anh chị mua về cái bộ reference set đi chung với cái máy, các anh chị sẽ gặp nhiều trạng thái khác nhau, đã bởi vì cái đó chưa phải là cho chính các anh chị, mà là công ty phải bán một cái bộ cơ bản trước, là tùy chỉnh, tức là cái bộ cơ bản reference, nó gọi là reference trước để cho mọi người.
Ví dụ như các anh chị uống ly cà phê thì ta đưa cái mùi của cái người chuyên nghiệp cà phê, họ pha thẳng họ đưa cho anh chị uống. Bắt đầu nói thì chị anh chị nói là ôi cái này tôi không thích, tôi thích ngọt chút xíu, thì họ biết rồi lần sau là cái ngọt ngọt chút xíu, đúng không? Hay là người nói à tôi thích cái mùi này nó đậm chút xíu, thì đó là lần sau thì mình sẽ chỉnh lại. Nhưng mà cái cơ bản là cho mình uống trước hay cho mình dùng trước để mình có một cái khái niệm, nhớ ha. Cho nên cái bộ đầu tiên, cho nên cảm giác cái chị đem về cái bộ reference đầu tiên sẽ nhiều trường hợp xảy ra. Có nhiều trường hợp cái người rất mê cái bộ reference bởi vì họ thích hợp với cái kiểu đó, họ nói ôi tôi mê quá tôi giữ luôn, cái lần sau tôi muốn mua cái bộ reference được không? Được, ok. Có người thì dùng vô da sẽ bị khô hơn, có người dùng vô thì da sẽ bị mà ẩm hơn, có người dùng vô thì hơi bị nổi mụn, hay là có những cái mẩn đỏ, những cái đó rất bình thường. Nhớ nha, chị đọc lại rất bình thường. Chỉ có một điều thì Trinh sẽ hướng dẫn các anh chị là nếu trường hợp mà bị mụn đỏ, bị ngứa nhiều á, khi các anh chị mua cái bộ reference về thì Trinh sẽ đề nghị các anh chị. Hồi nãy các anh chị thấy cái kem mà nó đưa trong tay thì nó rất là nhiều, đúng không? Nó do nguyên cả người á. Nếu mà các anh chị xài 1 2 ngày mà da các anh chị bị đỏ quá đó, hay bị mẩn đỏ quá, thì các anh chị bắt đầu giảm xuống. Tức là cũng cái buổi sáng các anh chị xịt ra cái liều lượng đó đó, thì các anh chị xài khoảng 1 phần 3 đó thôi. Còn dư thì các anh chị cho cô chú bác hay là tha đùi tha chân gì kệ các anh chị, nhưng mà đừng có lấy hết số lượng nó lên da của mình, đúng không? Tức là làm giảm cái nồng độ lại, đúng không? Tức là cái lượng đó quá nhiều mình quẹt ra một 1/3 mình xài thôi, tức là dính dính vừa đủ cái da mà để cho nó quen trước. Còn phần dư lại các anh chị tiếc á, thì tha lên tay, tha lên chân, tha chỗ nào tha, đừng tha mặt mình một vài ngày xem thử coi có giảm đi cái bộ độ ngứa hay cái độ gì trên da của mình không. Ok, nhưng mà hãy lặp lại, cái bộ reference là bình thường, trạng thái các anh chị gặp bất cứ trạng thái gì là bình thường, bởi vì để cho các anh chị dùng, để các anh chị cảm nhận, để các anh chị vào trong cái phone hay là các anh chị vô on trên mạng cũng được, các anh chị trả lời 20 câu hỏi theo thứ tự những câu hỏi đó. Và khi trả lời 20 câu hỏi đó rồi thì cái bộ kế tiếp mà nó ship về cho anh chị đó, thì lúc đó trong cái bộ kế tiếp của thầy Trinh đó là nó customize cho thầy Trinh Nguyễn, đúng không? Tức là trong đó thầy Trinh trả lời 20 câu hỏi nào theo cái da của mình, ok, cho mình. Anh chị nhớ rõ vấn đề đó ha. Cho nên chuyện đó rất bình thường, không có gì thay đổi cả. Rồi bây giờ thì Trinh dùng 3 tháng sau chắc chắn da mình sẽ khá hơn nhiều chứ, đúng không? Thì sao, hoặc là 2 tháng sau mình sẽ thấy u da mình bữa nay đẹp quá, cái chỗ này nó biến mất rồi, thì Trinh sẽ vô cái phone thì Trinh chỉnh tiếp nữa. Thì Trinh nói là mình cũng tên đó, rồi bắt đầu mình sẽ nói là bây giờ cái mình sẽ cái chỗ nhăn á mình sẽ bớt lại chút xíu, nó sẽ ra đó. Rồi bây giờ ví dụ như thì Trinh đang ở Chicago, nhưng mà bắt đầu từ tháng 3 tới tháng 6 là mình sẽ đi châu Phi, mình ở châu Phi 3 tháng. Ok. Thì lúc đó thì Trinh sẽ diễn châu Phi chưa có sản phẩm này thì Trinh có thể mua luôn 3 tháng xách theo. Ok. Nhưng mà tới tháng 3 thì cuối tháng 3 thì Trinh bắt đầu ghi xuống là mình sẽ ở châu Phi, ở Africa nhiệt độ đó là nhiêu, và trung bình mình qua châu Phi là mình sẽ đi ra ngoài nhiều lắm, nắng nhiều, cho nên mình sẽ customize cái ba cái và mình mua luôn 3 bộ luôn. Tại mình đi qua châu Phi 3 tháng mà, còn nếu mình đi 1 tháng thì mua 1 cái. Cho nên đó là tùy chỉnh cho các anh chị ở địa phương nào, ở thời điểm nào, ở giờ nào. Nhưng mà có nhiều người hiểu lầm là có nghĩa là xách cái máy này, cái bộ kem này giờ thì Trinh đang bỏ vô thì Trinh chạy về Việt Nam là nó sẽ chỉnh nhiệt độ Việt Nam, thì cái đó không phải. Nhớ nha, cái bộ này mình mua là cho nhiệt độ Chicago. Dĩ nhiên mình xách thì mình xài chỗ khác được, không có thay đổi, thì Trinh nó không có gì chết ở trong này cả. Nhưng mà các anh chị cho những anh chị hiểu sai về cái quan niệm là tùy chỉnh, có những cái là chỉnh theo nhiệt độ, không có thì các anh chị mua là nhiệt độ nó cho cái này, nhưng mà các anh chị đi chỗ khác các anh chị xài được. Nhưng mà cái thì Trinh nói là dạo lâu dài có những người là người ta nói ô tôi về Việt Nam chơi 1 tháng, đúng không? Còn 1 2 ngày là chuyện bình thường, thì Trinh bưng đi qua Cali xài cũng được. Bữa hôm mình đi Puerto Rico mình bưng qua kia mình xài cũng được, nhiệt độ nó khác nhau. Hoặc là thì Trinh Việt Nam 1 tuần thì Trinh cũng bưng cái này về xài được. Nhưng mà mình nghĩ tới vấn đề là mình đi công tác, hay là có một số anh chị nghĩ là mình phải dời qua kia ở 2 tháng, thì trong 2 tháng đó mình sẽ lấy 2 tháng cho khí hậu đó cho mình, thì cái đó là chị hiểu ha. Một cái quan trọng nữa, trong 20 câu hỏi mà các anh chị trả lời đó, các anh chị đừng ăn gian. Thì Trinh đã thấy rồi, mình không biết lý do gì, nhưng mà có thể là do người Việt Nam chúng ta rất là thông minh, hay là gọi là thời gian hay dùng từ gọi là thông minh tới huốt á, suy nghĩ những chuyện vớ vẩn, nói là ồ da mình nó không có nhăn nhiều, nhưng mà mình sẽ nói láo, mình nói là nó chỗ này có bị bồng mắt nhăn nhiều lắm, để cho nó customize cho cái bộ da của mình nó chỉ như chỗ này, cho nên khi mà mình già xài rồi á thì chỗ này sẽ đẹp hơn cái cũ của mình nữa. Có không? Có rất nhiều người Việt Nam chúng ta chơi kiểu đó. Ok, thì chính giác bảo đảm các chị luôn. Ok, một số các chị đang cười. Ok, bởi vì biết chắc chắn là các chị đang làm kiểu đó, đúng không? Cứ nói ồ chỗ này mình không có nhăn nè,
Nhưng mà giờ mình giả bộ nói là mình có hai cái lớp nhăn chỗ này đi, tại vì cái bộ tới nó customize thì nó sẽ biết mình có hai lớp nhăn, thì cái kem nó sẽ làm cho mình, cho nên khi mình thả mình không ăn rồi bây giờ nó chỉnh, cho nên da mình sẽ căng và đẹp lên nữa. Mơ đi bạn. Ok, bởi vì các bạn gian, cho nên cái bộ da nó làm vậy rồi về cái chị xài lên cái chị bị rát, đúng không? Sẽ bị những trường hợp khác, cho nên chính là phải thật lòng và thật thà. Ok, đừng bao giờ có những cái mẹo này, mình không biết tại sao chúng ta lại có những cái mẹo đó. Ok, mình không hiểu nổi nhưng mà mình đã thấy, đã nghe và đã biết, cho nên chị muốn nói các anh chị. Ok, cho nên rất là đơn giản cho cái bộ này để các anh chị hiểu. Đơn giản, dễ dùng, tự động hóa cho từng người một, hoàn toàn thay đổi tất cả mọi thứ. Nam phải nên dùng. Ok, bởi vì đó là thời đại cho các bạn. Ok, không lý gì chúng ta lại để các anh chị để cho bị thua người phụ nữ ở ở viền đẹp, đúng không? Mình cũng cần, người nam cũng cần phải đẹp, đúng không? Chứ không phải chỉ có nữ mới đẹp không. Ok, đó là cái thì tôi muốn nhắn gửi các anh chị. Kế tiếp nữa là gì đây? Nhớ là 20 câu hỏi các anh chị trả lời, cho nên thì Trinh quan trọng để hiểu là cái reference set mang về các anh chị an tâm cứ việc dùng. Ok, có nổi mẩn nổi đỏ là chuyện bình thường, bởi vì cái quá trình đó nó để sẽ chỉnh sửa các anh chị. Cho nên bắt đầu các anh chị trả lời 20 câu hỏi, rồi sau đó cái bộ kế các anh chị dùng. Cái hay của nó nữa đó là các anh chị nhớ là mình cứ điều chỉnh cho form mình liên tục. Một tháng sau đã nói công nghệ AgeLoc làm cho da mình đẹp, mà 3 tháng sau là da mình sẽ bớt nhăn rồi, đúng không? Là chúng ta sẽ bắt đầu vô đó chỉnh tiếp nữa. Cho nên luôn luôn có một cái bộ đó theo cái da của mình, nó gọi là cái gì, life, dùng cái chữ không biết dùng cái từ gì, tức là constantly chỉnh cho mình. Còn ví dụ như các chị dùng cái bộ kem ngày xưa thì cho nó là cổ tích rồi, đúng không? Bộ kem này ví dụ nha, thì cho nó thẳng các chị tất cả mọi người chúng ta đều dùng hết á. Có các chị nào đang coi Facebook Live chắc chắn dùng gắn bộ kem này, xin lỗi các bạn da khác mình, đúng không? Rồi dĩ nhiên 4 năm về trước no nu skin cũng dùng cái bộ này, 4 năm sau da mình đẹp hơn cũng dùng cái bộ này, đâu có make sense, đúng không? 4 năm sau phải có cái kem gì khác cho mình chứ, bởi vì da mình 4 năm sau đã đẹp hơn rồi. Cho nên không thằng nào thay đổi cho mình được hết, chỉ còn này thôi à. Changing on the go. Ok, thay đổi cho mình on the go. Ok, khủng khiếp cái chỗ đó đó. Anytime, đúng không? Da mình thay đổi là mình được có cái bộ đó. Cho nên tại sao phải dùng? Phải dùng. Ok, cho mình các anh chị là ai hỏi các anh chị là khoa học gia thì Trinh nói là phải dùng. Đó chính là cái then chốt màu nhiệm của cái AgeLoc Me, mà tại sao các anh chị lại bỏ qua nó, đúng không? Cái rất đơn giản, đúng không? Đã nói là sức khỏe là vô giá. Ok, giờ cho sức khỏe là vô giá, hay là các chị có nhiều người không để ý tới sức khỏe nhưng mà sắc đẹp các chị lại muốn, thì tại sao lại các chị bỏ qua cái này, đúng không? Mình thì sức khỏe là vô giá, không có gì, sức khỏe là cái gì mình cũng đặt hàng đầu, sắc đẹp cũng ta còn suy nghĩ, đúng không? Nhưng mà nếu các anh chị nào mà sức khỏe không coi cho vô giá mà sắc đẹp là vô giá thì phải thỉnh cái này về liền, đúng không? Đó là cái mình muốn cho các anh chị hiểu về cái máy AgeLoc Me là như vậy, và nó tuyệt vời như thế nào. Khi các anh chị dùng rồi các anh chị sẽ mê, có nhiều người mê đến nỗi nhắn cho mình nói là mê quá, mê quá, đúng không? Bản thân thì Trinh là rất mê cái AgeLoc Me. Ok, nhìn nó là thấy cái công nghệ, thấy cái khoa học, thấy cái sự thông minh, và phải nói nhìn nó để cảm ơn tất cả những người đã thiết kế ra cho mình để chúng ta có nó, để chúng ta dùng dùng cái reference set là Trinh nói lần nữa để các anh chị hiểu. Nó giống như các anh chị nào mà đi khám bác sĩ, thì Trinh dùng cái mammogram cho dễ đi. Chẳng hạn như thì Trinh ở Connecticut, tới lúc mình đi qua Chicago mình ở, và khi mình đi khám bác sĩ mammogram để đi khám ngực hàng năm á, để ngăn ngừa ung thư vú á, thì khi mà mình qua đây khám á, thì bác sĩ ra cái CT scan, cái scan cho mình á, thì đọc, bác sĩ đọc thì thấy như vậy thôi. Lúc đó mình ở 40, 40 thì ông ta nhìn, ông ta không thể nào biết được là sẽ so sánh với cái gì, bởi vì không có cái reference. Cho nên ông ta mới hỏi là thì Trinh bắt đầu đi scan lúc nào, thì Trinh mới 35 tuổi. Cho nên thì Trinh mới gọi đi về lại, mình về thăm lại Connecticut, mình vô bệnh viện mình xin cái đĩa của tất cả cái mammogram từ năm 35, 36, 37, 38, 39 mình cho cái bệnh viện ở bên đây. Để chi? Để cái người bác sĩ mà đọc quan tiếng á, họ sẽ nhìn để họ thấy cái reference, để họ biết vợ so lúc 44 tuổi họ sẽ so lên lúc 35 tuổi để thấy cái sự khác biệt của cái ngực mình có gì hay không. Cho nên chị muốn dùng cái chữ reference cho các anh chị hiểu là như vậy đó. Cho cái bộ reference là các anh chị phải dùng cái bộ reference. Ok, cho nên bị ngứa, bị mụn, bị mẩn là bình thường. Nhưng cái dùng để các anh chị trả lời 20 câu hỏi, để các anh chị bắt đầu có một kế của các anh chị.
Chỉ có một cái là Thì Trinh muốn anh chị là trong quá trình dùng, nếu có trường hợp đó xảy ra thì giảm cái liều lại, có nghĩa là lấy bớt lại còn dư cho người khác. Ok, không có thì cho mình cũng được. Ok, để mình thoa ngực, thoa những chỗ khác mình muốn thoa. Ok, cho nên chị bớt cái nồng độ cho mình, đi lấy nhẹ nhẹ trên đây thôi, để cho nó thẩm thấu, cho nó quen cái đã. Ok, thì đó là những cái thì chị muốn chia sẻ về các anh chị về cái AgeLoc Me. Còn lại 10 phút sau cho một số các anh chị có câu hỏi. Các anh chị có Facebook Live, chị có thể mình không theo kịp ở trong đây. Ok, còn không biết ở bên bên webinar, không biết là anh Đinh có thể giúp em thử xem có ai có câu hỏi hay không. Có một câu là của Thủy hay Thủy này, em dùng AgeLoc Me chưa hết bộ cơ bản thấy da rất căng, nhưng cho em hỏi vì sao dùng AgeLoc Me bị những mảng mảng nhỏ trên mặt và da mặt đen hơn? À, chuyện bình thường. Cho nên cái vấn đề là ở trong cái bộ reference set á, đúng không? Là chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp khác nhau, da bắt đầu sẽ căng ra, đúng không? Có người sẽ thấy khác đi, mịn hơn, khô hơn, sậm hơn, tức là nó sẽ tạo những cái phản ứng khác ở trong cái da của mình, trong cái bộ reference set. Đó rất bình thường. Rồi đó là lý do cho nên sau đó chúng ta mới đầu trả lời những câu hỏi để rồi chúng ta có cái bộ kế thiết kế cho riêng mình. Ok, cảm ơn Thủy Trinh. Dạ. Một số mấy chị nào có câu hỏi, mấy anh chị viết vào phía bên dưới mấy anh chị nha. Có người thì khen từ ngày dùng da khác hẳn ra, sáng mịn căng không có nếp nhăn nào. Ok, đó là những cái chị muốn gửi cho các anh chị về cái AgeLoc Me, và mình đi vào cái thực tế luôn và cho các anh chị thấy cái cách dùng thì nó rất là đơn giản để các anh chị hiểu. Bởi vì những cái mà chị đang thấy là trong cái quá trình các anh chị dùng, các anh chị dùng cái reference set không hết. Ok, các anh chị cho mình chỉ khuyên các anh chị đó là chỗ đó. Cái hai nữa là cái quan trọng là ở 20 câu hỏi nha, 20 câu hỏi các anh chị trả lời thực tế và đúng theo cái của mình, đừng đặt câu hỏi ra thêm, tức là gọi là bài vẽ câu hỏi này thêm chút xíu, thêm mắm thêm muối á. Và mình nghĩ là người chúng ta hay có cái màn đó lắm, chứ và đã xảy ra mình biết rất nhiều người luôn. Ok, rồi cười hà hà, mình ít đâu có ăn gian cái kiểu đó được, đúng không? Cho nên chính những cái chỗ đó sẽ đưa tới những cái trường hợp chúng ta sẽ gặp ngứa mẩn rồi. Ok, chỉ có cái là thì hướng dẫn cho một số các anh chị dùng á thì là mình bớt cái liều lượng xuống, khi mà nó xịt ra rất nhiều, đúng không? Thì mình đừng có tiếc, cái nghĩ tiếc là thoa hết lên mặt thì cái nó dày quá, các anh chị chưa có quen. Ok, các anh chị chia đều còn dư lại, các anh chị nên nhớ đừng có quên cái tay của mình. Ok, và đừng có quên cái cổ của các anh chị. Ok, chăm sóc chỗ này thì cũng phải có hai cái chỗ này luôn. Bởi vì giấu cái mặt nhưng mà thò cái tay ra, anh nào rờ cái tay sẽ biết. Ok, cho nên cái tay phải phải mịn và đẹp. Ok, cái cổ cũng phải đẹp. Ok, bởi vì đường nhăn cái cổ, cái chị 4 năm mà quên chỗ này thì bắt đầu chỗ này nó sẽ bị nhăn, và bắt đầu mình thấy sự khác biệt của chỗ này của mình với chỗ này. Các chị nào để ý, mình thì hình như không không để ý, thứ hai cổ cứ sẹt sẹt ha, nhưng mà gần đây bắt đầu mình cảm thấy ủa sao những cái chỗ này nó lại nhăn mà chỗ này nó lại thẳng thế, đúng không? Và thấy sự khác biệt rõ ràng hai chỗ, trên bắt đầu mình đã tập trung vô cái cổ. Ok, cho nên cẩn thận. Ok, cho nên da mình đẹp thì phải cho cái cổ mình đẹp luôn. Ok, không biết là còn câu hỏi gì nữa hay không. Có một câu của chị Hậu là chị ơi, em đang dùng bộ cơ bản khi bôi kem dưỡng ban ngày thấy như thấy ra như da chết, nghĩa là cũng giống như cái câu hỏi trên. Anh Trang, dạ, trường hợp đó rất bình thường. Nó sẽ có những cái lớp, như những cái lớp sờ sờ nó đẩy ra. Bản thân ngày xưa thì trên lúc mà dài xài cái bộ reference set cũng vậy nữa, nó thấy những từng mảng giống như da chết rất là nhiều, đúng không? Nó từng mảng ra. Các chị nó nhớ là chúng ta dùng bất cứ cái gì là cái phản ứng đầu tiên khi chính chị, giống như thì trên phải cho các chị hiểu, nó giống như dinh dưỡng chúng ta uống cũng vậy á, uống vô sẽ chưa có quen. Một số nào các chị chưa uống nước bưởi, các chị sẽ không bao giờ quen uống nước bưởi đâu. Ok, đặc biệt là nếu các chị lấy nước bưởi mà các chị uống luôn chung với cái vỏ của nó, các chị thử đi rồi các chị sẽ biết là nó khó uống cỡ nào. Nhưng mà uống xong rồi là ghiền, đúng không? Mình thì tới lúc này vẫn chưa ghiền, nhưng mà ông anh mình sợ lắm, xuống nhà ổng là cứ thì uống nước bưởi không em, là ổng pha ổng chơi kiểu đó đó. Cho nên các anh chị nào chưa, hay là các chị uống nước lựu mà các chị vắt luôn, có luôn cái mảng cái mem cái màng trắng trắng, các chị vắt chung, các chị uống các chị chưa có quen thì chuyện bình thường. Hay là thì trên bản thân mình khi mới qua Mỹ mình ăn pizza mình ăn không được, đúng không? Ăn pizza có chi vô là chịu cái mùi là chịu không nổi. Còn bây giờ thì nó bình thường, cho nên là cái cơ địa của mọi người mỗi khác, trong dinh dưỡng hay trong da mặt cũng vậy hết.
Trên cái bộ reference chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp khác nhau. Đó là cái đầu tiên để chúng ta cảm nhận để sự khác biệt, đúng không? Rồi chúng ta bắt đầu trả lời hai câu hỏi, 20 câu hỏi đó. Dĩ nhiên không có thời gian, không thể nào nói là có bộ thiết kế nào hoàn hảo hết cho tất cả mọi người. Nhưng mà có những cái trường hợp nào mà khá bị đặc biệt mà làm các anh chị bị vấn đề gì đó thì các anh chị nên báo về công ty để họ bắt đầu đưa về nghiên cứu, để họ xem cái gì đó để họ chỉnh sửa tốt hơn. Cái đó là chuyện bình thường cho tất cả mọi thứ. Ok, cho nên không thể nào có một cái bộ thiết kế hoàn hảo dưới hết 8 tỷ người được. Nhưng mà chúng ta cần phải chỉnh sửa lại trong quá trình đó. Ok. Câu hỏi tiếp là nếu mà dùng AgeLoc Me thì có dùng cái True Face S&N Ultra hay không? Cần dùng. Yes, được. Thì trên hôm nay skip cái phần đó là tại vì mình không muốn làm phức tạp quá vấn đề, nhưng mà giống như trên trước khi mình rửa mặt xong rồi á là thì trên dùng cái AgeLoc True Face S&N Ultra là nó chống, nó làm tăng cái lực đàn hồi cho da. Rồi xong thì Trinh mới dùng cái kem ngày, đúng không? Serum rồi kem ngày. Rồi buổi tối thì Trinh cũng rửa mặt, xong rồi Trinh dùng cái AgeLoc True Face S&N Ultra, thì Trinh dùng cái serum và kem đêm. Dĩ nhiên hồi nãy lúc thì Trinh làm demo thì Trinh không có đem nó vô trong bức tranh để làm cho các anh chị bị rối. Ok, các anh chị vẫn có thể dùng. Nếu các anh chị có tiền, các anh chị thích, các anh chị đều ok cả. Nhưng thì Trinh nói là cái bộ cơ bản người người nhà nhà đều có thể dùng. Còn các anh chị muốn thêm cái khác, chẳng hạn như thì Trinh dùng cái đó. Mình thì mê cái AgeLoc True Face S&N Ultra lắm. Bởi vì bản thân thì Trinh, nếu các anh chị xem hình lại mình á, mình không có mập nhưng mà mình bị cái chin bên nội hay sao mình bị nọng. Các anh chị xem lại hình của mình hồi còn trẻ, mình có hai cái vết nọng chỗ này nè. Nhưng mà từ lúc nào cái vết nọng này nó biến mất, thậm chí mình về với bên nội mình còn hỏi là ủa em đi thẩm mỹ em cắt hai chỗ này hả? Đâu có. Nhưng mà những cái đó là do mình dùng cái AgeLoc True Face S&N Ultra nên mình rất mê. Cho nên thì Trinh rửa mặt AgeLoc True Face S&N Ultra xong rồi mới tới cái này. Không, cho những ai muốn thêm cái phần đó. Nhưng mà hôm nay chủ đề là AgeLoc Me thì trên đó là một bộ kem dưỡng da cơ bản bao nhiêu đây rồi, không cần cái kia. Còn các chị nào dưới 30 thì cũng không cần AgeLoc True Face S&N Ultra làm cái gì, bởi vì các chị vẫn còn lực đàn hồi. Nhưng mà nếu các anh chị giống như chị nói là chăm sóc sắc đẹp khi nào, khi mình vẫn còn đẹp, chăm sóc lực đàn hồi của mình khi nó vẫn còn đàn hồi, đúng không? Cho nên các chị nếu có điều kiện thì các chị cũng có thể dùng. Ok, thế thì chị đang nói là theo cái điều kiện của mình, phương tiện nào cũng giúp các anh chị đẹp cả, chứ không thể nào gom hết một cả đống vô trong cái của mình nó không được, đúng không? Ví dụ như cái phương tiện mình ở tuổi 20 hay 25 mình chạy chiếc Toyota Corolla được rồi, nó cũng đưa mình đi tới. Rồi khi mình ở tuổi 35 mình muốn chạy chiếc Lexus, it's ok. Khi mình ở tuổi 45 mình muốn chạy chiếc Rolls-Royce hay gì đó, đều cả được cả, tùy theo cái điều kiện của mình ở chỗ nào nó cũng cho mình một cái kết quả mà mình mong muốn cả. Ok. Ok, Thùy Trinh ơi, Thùy Trinh bữa nay lên chức bác rồi nè. Bác ơi, năm nay cháu 16 tuổi thì có dùng được không? Ai lúc 10, yes, 16 tuổi dùng được mà. Yes. À, tuổi. Ok, câu hỏi kế tiếp nè. Khi mà dùng đó, cái câu hỏi này, để coi. Chị cho em hỏi, bây giờ xuống chức chị rồi nè. Chị cho em hỏi sau khi dùng AgeLoc Me bôi lên da đó thì vỗ nhẹ vào da hay là dùng tay xoa lên bề mặt của da, cách nào là cách đúng? Thật sự nó không có cách gì trong đây hết á. Mình cứ thoa trên da của mình, đúng không? Vỗ cái gì mình không còn biết. Đối thì trên thì cứ việc chậm chậm đều ra và mình cứ thoa thôi. Chỉ có khác á, đừng có giờ thoa xuống. Ok, chúng ta thấy cái động thái là chúng ta hay thoa kem đâu gì nè. Thoa xuống, mình thì thích thoa lên. Và khi thì Trinh thoa cũng vậy, thì Trinh sĩ các anh chị dĩ nhiên cái này mình không đi nói chuyên về da, không cần đâu. Các anh chị chỉ thoa chậm đều thôi, rồi các chị thoa thì các chị đưa lên thôi. Mình tập tạm tạm thấy nè, quét lẹ mà đi hướng lên thôi. Ok, mình bây giờ đó là chống chạy xệ, mình đứng lên mình thoa lên thôi. Còn một cái hay nữa, các chị thoa các chị tận dụng, các chị làm ngược cái bàn tay lại để cho chỗ này đẹp luôn, đúng không? Tại vì cái chỗ cái nóc cột của mình nó bị nhăn, cho nên khi mình thoa mình có thể đưa lên cũng được, nếu thích mình đưa lên kiểu này nè, đúng không? Mình làm kiểu này nhẹ nhàng trên bàn tay của mình, cái này tùy các anh chị. Ok, còn vỗ thoa gì nó không có liên quan, nó thấm vô da mình nó thẩm thấu là nó ok rồi. Ok, câu hỏi tiếp là nếu mà mua dự trữ vài tháng, là không biết lý do tại sao mua dự trữ này, thì giữ ở đâu để bảo quản cho nó tốt, nếu mà mua 2-3 bộ cùng trước? Thực sự thì lý do gì phải mua dự trữ, đúng không? Là tại vì mình customize hàng tháng cho mình mà. Cho nên thì Trinh không để không nghĩ. Ví dụ như trường hợp chị ở Mỹ về Việt Nam 3 tháng nhỉ? Được, không sao chị, 3 tháng it's ok, bình thường. Đó là trường hợp ví dụ mình đi đâu 3 tháng, hạn như cái chị có định nếu như thì Trinh đi muốn đi châu Phi 3 tháng thì mình không lẽ kêu ship ở châu Phi thì mình mua 3 tháng là chuyện bình thường, bởi vì tất cả mọi thứ nó nằm ở trong cái compressor rồi, cho nên e không có vô.
cho nên chuyện bình Nhưng thường. mà giữ ở đâu? Bảo quản Giữ, thì giữ ở đâu? ok, cái giữ là dĩ nhiên không thể nào ở cái gọi là extreme heat hay extreme cold, bất cứ cái gì cũng vậy, đúng không? Cho nên trong nhà của mình thì ở nhiệt độ bình thường là ok rồi. Thì Trinh không nói là cái chị bỏ ngoài xe nóng 100 độ, hay là bỏ ngoài mùa đông mà bỏ ngoài xe dưới âm mấy chục độ, thì nó không có bất cứ gì, nó cũng không giữ, nó cũng sẽ bị hư. Còn trong nhà mình là nhiệt độ bình thường là ok. Cho nên 3 tháng cái chị có thể đi xa 3 tháng là ok, đừng có mua lâu hơn, tại vì chúng ta có được, tại 3 tháng da mình đã khác rồi, mình được quyền customize lại mà, đâu không lấy gì mua nhiều như vậy. Ok, một câu hỏi thêm nữa là những người nám sâu nên dùng AgeLoc Me cùng sản phẩm gì nữa? Yes, nám thì chắc chắn thì Jin sẽ nói cái câu này. Nám thì nó có hai loại, nám ngoài và nám trong, và độ thâm niên của nám như thế nào. Ok. Cho nên nếu mà nám ở bên ngoài thì các anh chị dùng cái bộ kem này một thời gian nó cũng sẽ hết. Dĩ nhiên nó cần phải có thời gian. Thời gian thì Jin đã dùng chữ thời gian chứ không nói là 3 tháng, 6 tháng hay 9 tháng, bởi vì cơ địa của mọi người mỗi khác. Còn nếu nám do nội tiết tố, nám từ trong và nám thâm niên thì các anh chị phải dùng dinh dưỡng ở bên trong thêm nữa. Ok, dinh dưỡng ở bên trong thì các anh chị có thể dùng cái Youth cộng với Life Pack Nano. Nặng lắm thì anh chị có thể thêm Resimax và Tea Green. Đó là các anh chị dùng bên trong phối hợp chung với cái bộ AgeLoc Me. Ok. Dạ. Một số mấy anh chị ok chắc là cũng vừa đúng giờ đó. Dạ. Một số mấy anh chị có mấy câu hỏi ở trên trang Facebook Live đó, thì có gì chút xíu nữa thì Trinh sẽ vào và trả lời riêng cho mấy anh chị vì mình không có đủ giờ ngày hôm nay mấy anh chị ha. Ok, một lần nữa cảm ơn Thùy Trinh và cảm ơn sự theo dõi của tất cả mấy anh chị. Dạ. Ok, chúc các anh chị một ngày vui vẻ. Nếu các anh chị xem cái video này, cái Facebook Live này thích thì các anh chị nên forward cho những người khách đang dùng hàng. Đặc biệt là Trinh rất muốn truyền những thông tin này cho những người đang dùng hàng để giúp cho họ ngoài kia được đẹp và họ có một cái khái niệm để họ dùng đúng và cho họ biết được cái giá trị mà họ đang có là họ rất may mắn có được cái sản phẩm này trong tay. Ok, hẹn gặp lại các anh chị.